gốc ở tâm, số đo cùng. Chào các bạn, một miếng bánh hình tròn được cắt như sau. Đây là hình ảnh của gốc ở tâm. Nếu như miếng bánh được cắt lại như sau, thì gốc này không được gọi là gốc ở tâm nữa. Vậy, gốc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là gốc ở tâm. Ở đây, chúng ta có hai gốc ở tâm là gốc O1 và gốc O2. Gốc O1 chắn cung nhỏ AMB và gốc O2 chắn cung lớn ANB. Số đo của gốc ở tâm sẽ dao động từ 0 đến 360 độ. Gốc ở tâm lớn hơn sẽ chắn những cung lớn hơn. Chúng ta có những gốc ở tâm có số đo đặc biệt như sau. Gốc 90 độ cho ta gốc 1/4 của đường tròn và 3/4 đường tròn. Gốc 180 độ cho ta 2/2 đường tròn. Lúc này, AB chính là đường kính của đường tròn. Người ta định nghĩa số đo của cung nhỏ bằng số đo của gốc ở tâm chắn cung đó. Số đo của cung AMB được ký hiệu là SD AMB, có dấu cung tròn ở trên đầu. Ở đây có gốc O1 bằng số đo cung AMB bằng 60 độ. Vậy số đo của gốc O2 bằng 360 độ trừ số đo gốc O1 bằng 300 độ bằng số đo cung ANB. So sánh hai cung. So sánh hai cung được biểu diễn như sau. Hai cung bằng nhau, ký hiệu. Hai cung khác nhau, ký hiệu như sau. Nếu thêm một điểm C vào giữa A và B như sau, thì số đo cung AB bằng số đo cung AC cộng số đo cung CB. Ví dụ ở đây ta có gốc. Số đo cung AB bằng số đo cung AC cộng số đo cung CB bằng 40 độ cộng 20 độ bằng 60 độ. Bài học kết thúc rồi. Các bạn có câu hỏi nào không? Nếu có, hãy thử hỏi mọi người xung quanh hoặc hỏi Trạng nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video khác của Trạng. Chào tạm biệt!